Dạ em muốn có người yêu, tại vì em cũng ế 18 năm rồi. Ế 18 năm tao chưa bao giờ yêu ai á. Giỏi nhất là bốc phét đi, danh hài thứ à. Cùng làm một lúc luôn. Rồi, bắt đầu. Để đi em nhanh. Rồi đội nào mà mấy đứa chơi tính điểm cao hơn này. Go. 2 3. Rồi. Chuẩn bị 1. Rồi, 2. Rồi bên này, bên kia, bên này nhá, bên kia để nó bên này nhá. Anh biết nấu ăn không? Em biết sơ thôi. Thật ra thì em không biết nấu ăn á. Nghe biết là món ăn của anh gì đúng không? Dạ. Nhưng mà nhà em ở đâu ấy? Ôi, sẽ lớn lại là Viva Cupid đây. Và vừa lúc này chúng tôi đang định đi về thì bỗng dưng là mọi người giật lại và bắt ghép đôi tiếp. Chắc là cậu mệt lắm thôi. Đúng vậy, mình thấy mệt rồi. Thôi, nếu mà ngày mai mà tôi có ra lỡ chuyến bay thì mọi người tí nữa đưa tôi ra nhá, đưa tôi đi về bằng ô tô nhá. Đéo. Cái gì? Mai mới bay không sao hết. Mai mới bay, ý là 12 giờ anh bay á. Thật mà. Thật mà. 12 giờ anh bay mà, nhưng 12 giờ chưa? Lươn lẹo. Bây giờ có hai bạn nữ đăng ký vào ghép đôi từ đây luôn. Và cũng là lý do mà chúng tôi ở lại luôn. Đẹp thế. Đây là hai chị em gái đúng không? Thôi, em tên là gì? Em tên là Mây. Sinh năm bao nhiêu? 202. Đến từ đâu? Hỏi ở đây hay là quê em? Quê em ở Đắk Nông á. Cảm ơn em. Dạ em tên Trơn, sinh năm 2003, đến từ Châu Đốc. Ok, bạn áo đen tên là Mây 202 đến từ Đắk Nông. Và à, Mi 202 đến từ Đắk Nông. Và Minh Trân 203 đến từ Châu Đốc. Ok. Rồi bây giờ sẽ cho hai chị em này ghép đôi một lượt luôn. Ok. Có anh nào xác định cân được luôn không ạ? Ok, mời bác vào đầu tiên. Rồi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ai nữa? Ok, 2, 3. Vào tiếp. Vào tiếp đi ạ, vào đi. Vào luôn, nhanh lên, nhanh lên. Vào tiếp đi ạ, anh ạ. Ok, mời anh. Ok, mời anh. Mời vào 2, 3. Mời vào 2, 3. Ôi trời ơi. Ai đang không ạ? Ôi trời, anh ơi, bình tĩnh nào. Rồi, 2, 3 ơi, đi ra đây. Rồi, bạn đứng ở đây, thế nào? Hàng ngang nào? Không có ai muốn làm yêu nữa. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Không, từ từ, đoạn này chưa biết được. Đúng không ạ? À? Bây giờ xin mời hai bạn nữ đằng sau quay. Ok, rồi bây giờ xin mời các bạn nam khi Viu Hoàng đến 3, 2, 1. Các bạn muốn ghép đôi với ai thì hãy đến phía sau lưng người đấy nhá. Đứng và không được chạm vào nhá. Ví dụ như bạn nào mà có đến trước thì xếp hàng đằng sau lưng. Ok, hiểu không ạ? 3, 2. Sao lúc nào cũng sồn lên thế? Để đùi nào. 3, 2, 1, xin mời. Để giờ mình anh lại bơ lạc vào giấc mơ rồi là ok chung. Rồi xin mời các bạn nam nữ đằng sau quay. Vâng, đây là các bạn nam đăng ký để ghép với các bạn đây ạ. Em nhìn rõ mặt không, em có thể đi hai em có thể đi xuống và nhìn mặt các bạn nam. Ồ, đều phết nhờ. 3-3 này. Rồi bây giờ xin mời các bạn nam về lại hàng ngang nào, vị trí nào, tách ra thành hai đôi cho con luôn. Rồi, xin mời các bạn nam đằng sau quay ạ. Hai bạn nữ sẽ chỉ được chọn một người thôi để mình ghép đôi. Thì hai bạn nữ mà chọn với ai, hai bạn nữ chọn ai thì chạm một người đó nhá. Thật nhanh nhá. Okay. Các bạn đang xem chọn kết quả ai thì chạm một người đó nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc bạn đang xem sổ số miền Bắc mở thưởng tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Ôi, lên chạm đi em. Chọn ai chạm? Em thích ai thì em chạm người đấy. Rồi chạm vào ai thì người đấy quay lại. Music licensing reimagined. Rồi quay lại. Ok, cảm ơn các bạn đã quay lại rất nhiều. Rồi. Đi vào đây, ok. Em ơi, tập trung vào anh ấy.
Rồi, và bây giờ thì mời bạn nữ sẽ giới thiệu trước nhá. Ok. Em cầm mic đi. Em tên là gì, sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu? Dạ. Giới thiệu vào đây. Dạ, em tên là Minh Trân. Em sinh năm 2K3, đến từ Châu Đốc. Ok, rồi, tiếp tục luôn. Em tên là Trà My. Sinh năm 2002, đến từ Đắk Nông. Ok. Rồi, bắt đầu từ bạn nam này đi ạ. Em tên là Tuấn Anh, sinh năm 2001, em ở Sài Gòn. Ok, tiếp tục rồi. Mình tên Tâm, mình cho một, mình ở Long An. Ok, bây giờ đấy là chúng ta giới thiệu đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với một cái vòng tiếp theo là gây ấn tượng với bạn nữ của mình bằng một câu thả thính hoặc là tài năng hoặc là ấn tượng gì đó mà bạn nghĩ là gây được ấn tượng. Mời bạn. Cho hỏi bạn biết tiếng Trung không nhỉ? Không biết nữa. Tại vì mình thích tiếng Trung á. Chúng tiếng nhiều á. Cái gì? Tiếng Trung dạ, là dạ, chung tiếng yêu. Dạ tại em thích tiếng Trung, tại em chung tiếng yêu. À, trời chữ, hiểu rồi, ok, rồi tiếp tục luôn. Chỉ mong kiếp sau bạn làm con gái mình. Bởi vì anh nói cho em quá. Hình như là hôm nọ ông cũng thả thính câu này đúng không? À, bạn khác đúng không? Bạn ấy bảo là anh chỉ mong là kiếp sau em sẽ làm con gái anh. Bởi vì sao? Anh nói là bro. Bởi vì người ta thường hay nói là con gái là người tình kiếp trước của cha. Thế còn kiếp này đưa bạn ấy nghe, ok không? Hiểu không? Tôi đang ở đâu đây? Tôi chơi chữ đấy. Đấy, luôn luôn phải có một người phiên dịch, không hiểu không? Phiên dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt. Ok, tiếp tục luôn. Rồi bây giờ mình sẽ có sự đáp trả của các bạn nữ, bởi vì đây là mình chỉ thả thính một bạn nam thôi mà. Em sẽ thả thính lại các bạn nam nhé. Buồn bắt tay thôi, tại em không biết thả thính. Ok. Ba cái 10 ngàn. Ok rồi, tiếp tục luôn. Thật ra thì em không có giỏi thả thính cao lắm á. Nhưng mà nếu anh yêu em sẽ là lựa chọn tốt nhất của anh đó. Quá chuẩn luôn. Ok. Thật ra thì em không giỏi thả thính cho lắm. Nhưng mà nếu anh yêu em thì đấy là sự lựa chọn gì nhỉ? Đúng đắn nhất và tốt nhất đúng không? Ôi giời. Ghét tệ nhời. Ok ở đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách liên quan đến thể lực. Rồi, bây giờ cả hai bạn cùng chống đẩy và cho cả hai bạn nữ ngồi lên lưng nhá. Được không ạ? Cùng làm một lúc luôn. Rồi, bắt đầu. Bế đi em nhé. Bây giờ đội nào mà bế nó trước thì tính điểm cao hơn này. 2, 3. Rồi, chuẩn bị là 1. Rồi, 2. Rồi, bên này, bước qua bên này nhá, bên kia để bước bên này nhá. Ok chưa? Rồi, bên này chỉ ở đây, bên mệt rồi này. Ông này rất kiên trì. Ok, rồi. Mày đông, về vị trí nhá. Ok. Rồi, tôi đứng ngoài ra xem, tôi còn mệt hơn cả hai bạn được bế đúng không? Mày đâu anh? Thôi, sao em nói đi. Em thở mệt quá, cho em bình oxy. Bình oxy, đây. Ngắm ngắm nhắn bảo đi em. Đúng không? Kìa tiếp sức đi, bạn đi mệt, kìa tiếp sức đi. Tiếp sức. Làm gì thì làm, tiếp sức cho bạn ý, tùy em. Wow, sướng thế. Nào, bây giờ làm gì em làm thôi, nhanh lên. Nhiệt tình lên. Nhanh lên nào, máy bọn anh sắp hết pin rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Không, bắt tay bỏ qua đi em, bỏ qua đi vì vừa làm rồi, không được làm lại. 3, 2, 1, bắt đầu. Bạn nam đang kiểu bị chờ đợi hả? Thèm khát hả? Chị ơi, có tiếp tức không? Đồng ý tiếp tức cho bạn ý không? Trời, chị yêu khác bỏng dạn hơn hẳn nữa. Không, người ta phải chủ động như bạn nam này này. Ok, bừng đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ còn một cái thử thách cuối cùng trước khi quyết định nhá. Bây giờ sẽ dành cho hai bạn nữ thể hiện tình cảm với hai bạn nam. Đây là thử thách test sự chủ động của hai bạn nữ ạ. Vì vừa lúc này hai bạn nam vừa thể hiện thể lực rồi, thể hiện sức khỏe rồi, đúng không ạ? Bây giờ vì hoàn hôn 3, 2, 1 thì sẽ mời hai bạn nữ nhá. Chúng ta sẽ cùng chọn một hành động để thực hiện bạn nam của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì? Em còn bế lại bạn ấy hả? Mày bị điên à? Bạn đã bế
thật đấy. Em về đi. Nhảy lên, nhảy lên. Vãi cả đái thật. Cho chàng vỗ tay xuất sắc. Quá nhỏ rồi mà có khó. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng. Anh là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Ôi giời ơi, dễ mà. Rồi, ok. Sơ sắc. Rồi, ok, quyết định luôn nhá. Có ai muốn đặt ra câu hỏi trước khi quyết định không? Muốn đặt ra câu hỏi cho đối phương không ạ? Bốn bạn, có bạn nào muốn đặt ra câu hỏi cho đối phương trước khi quyết định không nào? Nhanh nhá, chỉ có 30 giây thôi vì sắp hết pin rồi ạ. Ở đây nè. Cho em hỏi là lý do mà bạn ấy lên đây ghép đôi là gì? Lý do em lên đây ghép đôi là gì? Dạ, em muốn có người yêu tại vì em cũng ế 18 năm rồi. Ế 18 năm tôi chưa bao giờ yêu ai á. Giỏi nhất là bốc phét cái danh hài thứ. Em đi đâu? Sao? No. Em đéo được. Nói lại. Em tin á. Tin thì đéo được. Thật không thể tin được. Sao đó? Em nói thật, nhưng mà nói rồi không phải tin trơn á. Anh cũng không tin. Ok, riêng em tin, rồi ok. Nice. Có ai muốn đặt thêm câu hỏi đúng không ạ? Hết giờ đấy nhá. Anh ăn cơm chưa? Anh vẫn chưa nha. Xíu em đi cùng anh được không? Anh biết nấu ăn không? Em biết sơ thôi. Thật ra thì em không biết nấu ăn á. Nghe biết là món ăn của anh gì đúng không? Dạ. Nhưng mà nhà em ở đâu ấy? Em là... Nhà em ở trong tim anh á. Ôi, sao cái đôi này nó giả thì nhau kinh thế nhở? Rồi, bạn này có hỏi nữa không nào? Anh có mấy mối tình? Em có, mình có 2 mối tình. 1 2 3 2 3 2 Mối tình của anh quen được mấy năm? Dạ. Mấy năm? Mấy năm hả? Thường là ở Việt Nam là nhiều. Thường là ở Việt Nam nhiều chứ không biết nữa. Có gì không? Ok, rồi chốt. Làm sao quay? Cả hai bạn nam quay luôn đi. Ok. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý thì quay lại. Và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây bắt đầu. 10 9 8 3 2 1 Xin mời câu trả lời từ 4 bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và đây sẽ là buổi ghép đôi của hai bạn này. Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ok, số này đến đây là kết thúc rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.